Kết quả nghiên cứu của Thanh tra Chính phủ cho thấy 37 doanh nghiệp được hỏi cho rằng tham nhũng vặt rất phổ biến, 43 đánh giá ở mức phổ biến và 17% cho rằng ít xảy ra. Đa số doanh nghiệp được hỏi cho rằng mình là nạn nhân của tham nhũng vặt với 58% đồng ý, 26% không đồng ý và 16% không ý kiến. Tuy nhiên, 70% doanh nghiệp cho rằng họ chủ động đưa hối lộ, đặc biệt là hối lộ vặt, còn 30% là do cán bộ và công chức gợi ý. Điều này chứng tỏ doanh nghiệp có thể đóng vai trò tích cực hoặc tiêu cực, vừa là tác nhân, đồng thời là nạn nhân của hành vi tham nhũng. Chính vì vậy, trong khuôn khổ các hoạt động chuẩn bị cho đối thoại phòng chống tham nhũng lần thứ 12, ngày 24 tháng 10 năm 2013, Thanh tra Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam đồng tổ chức hội thảo trước đối thoại về phòng chống tham nhũng lần thứ 12 với chủ đề tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp, thúc đẩy thực hiện liêm chính trong kinh doanh tại Việt Nam. Chúng tôi nhận thấy rõ rằng là doanh nghiệp không thể đứng ngoài cái cuộc phòng chống tham nhũng này, và doanh nghiệp có thể đóng vai trò hết sức là tích cực cũng như có khả năng là tiêu cực trong cái việc nhận và đưa hối lộ. Cái vai trò của doanh nghiệp cũng hết sức là quan trọng trong cái việc phối hợp với các cái cơ quan chính phủ để phòng chống tham nhũng. Mục đích của hội thảo là hướng đến việc nâng cao nhận thức phòng chống tham nhũng, xây dựng năng lực cho doanh nghiệp bằng cách tăng tính minh bạch và nhất quán trong công tác quản lý. Khi doanh nghiệp mà nhận thức tốt về vấn đề này là tham nhũng về dài hạn là có hại cho doanh nghiệp, tham nhũng về dài hạn là xói mòn lòng tin đối với quốc gia, là kéo cái năng lực cạnh tranh của quốc gia, của doanh nghiệp đi xuống về dài hạn, thì doanh nghiệp sẽ có những cái kế hoạch, có những cái bộ quy hoạch tác ứng xử để xử lý cái vấn đề tham nhũng trong doanh nghiệp. Tại hội thảo, các đại biểu trao đổi về một lộ trình phù hợp để thực hiện liêm chính trong kinh doanh ở Việt Nam, về vai trò của các cơ quan nhà nước, của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng trong tổ chức, về khả năng hỗ trợ kỹ thuật của các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy tiến trình đó. Cái chương trình này đã được chính phủ phê duyệt cho triển khai, thì đây là một cái quan hệ đa đối tác. Và chúng tôi qua đó, qua những hoạt động như nâng cao nhận thức, xây dựng năng lực, rồi hợp tác quốc tế, rồi nghiên cứu, chúng tôi đã huy động cái nguồn lực của doanh nghiệp vào, chủ yếu là những doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, rồi học hỏi những cái thông lệ tốt từ các doanh nghiệp lớn ở nước ngoài. Thì qua đó các doanh nghiệp Việt Nam có thể nhận thức tốt, từ nhận thức tốt cho đến dẫn đến việc là xây dựng cho mình một cái lộ trình, một cái kế hoạch, một cái bộ quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp của mình về phòng chống tham nhũng. Để ngăn chặn và từng bước đẩy lùi nạn tham nhũng, đã có nhiều giải pháp được xem là hiệu quả nhất, được đồng tình nhiều nhất là chương trình hành động tập thể, cộng đồng doanh nghiệp. Trên tinh thần tự nguyện cương quyết, không đưa, không nhận phong bì, quà biếu, tự trang bị kiến thức pháp luật cho mình, cùng các ban ngành thực hiện đúng pháp luật sẽ góp phần tích cực trong việc giảm thiểu các nguy cơ tham nhũng tại Việt Nam. Doanh nghiệp hay là người dân rộng rãi đó cũng là dễ dàng vi phạm những cái quy định của pháp luật. Mà khi mà anh dễ dàng vi phạm pháp luật đó thì anh cũng dễ dàng là bôi trơn. Vừa rồi ông Trương Đình Tuyển đó là nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại. Khi nói về cái thông điệp đầu năm của Thủ tướng thì ông nói một cái ý là khi chúng ta làm cái thể chế đó, xây dựng thể chế thì chúng ta phải có thực tế, có nghĩa là phải hiểu cái thực tế để cho cái thể chế nó phù hợp với điều kiện của người dân. Có khi chúng ta áp dụng rất là máy móc những cái nguyên tắc của quốc tế chẳng hạn, mà không có những nghiên cứu thực tế của Việt Nam, thì nó cũng khiến cho người dân họ cho phép họ trong nháy vi phạm một số điều khoản nào đó, gây ra một cái thói quen tiêu cực trong xã hội chúng ta. Thì theo anh, có phải là trong cái khâu mà xây dựng thể chế của chúng ta nó có cái điểm đó không ạ? Chúng ta cũng phải thừa nhận là có những cái chính sách là khi mà ban hành ra thì nó đã không đi vào cuộc sống, nó không nhận được cái sự đồng tình hưởng ứng của người dân, hoặc là nó thất bại do cái tính không phù hợp của nó. Nhưng cái phần đó nó chỉ là phần thiểu số thôi. Và tôi thấy rằng là gì? Riêng cái chính sách về chống tham nhũng thì nó lại rất đặc thù, nó khác với lại những cái chính sách về điều hành kinh tế xã hội. Bởi vì chống tham nhũng nó chỉ là ở cái vấn đề là ý thức thực thi cái pháp luật đó có nghiêm hay không mà thôi. Chứ còn các cái giải pháp về chống tham nhũng, chúng ta thấy rồi, thế giới họ làm rất tốt, kinh nghiệm có, Việt Nam đã quy định vào thành pháp luật của mình. Vấn đề chỉ là thực thi có nghiêm hay không thôi. Tôi lấy ví dụ kê khai tài sản, thu nhập, công khai tài sản, thu nhập là những cái quy định rất rõ ràng, cụ thể. Cứ chấp hành nghiêm cái đó, có vấn đề gì đâu, không hề vướng mắc gì. Không thể nói cái quy định đó là không khả thi. Chẳng qua là gì,
và hình như khi đi vào thực tế chỗ này chỗ kia còn vướng mắc, còn e ngại, người ta chưa có cái nỗ lực để mà thực hiện, thì giờ sau đó người ta lại bảo rằng ồ dường như cái chính sách của anh nó không khả thi. Nhưng thực ra nếu như cứ áp dụng đúng và xử lý nghiêm những cái trường hợp mà không thực hiện thì lập tức cái chính sách đó sẽ được thực hiện tốt thôi. Và đó là cái bằng chứng và thực tế mà chúng tôi đã làm trong mấy năm qua. Ban đầu tiên khi mà đưa ra những cái giải pháp chống tham nhũng như vậy, nhiều người là cũng e dè và cho rằng là pháp luật của anh đưa ra những cái thứ nó quá hiện đại, nó như ở nước ngoài chứ không ở Việt Nam, nó không phù hợp. Nhưng dần dần qua vài năm thực hiện, siết nghiêm vào kỷ luật, một như năm vừa rồi là kỷ luật mấy chục trường hợp thực hiện không nghiêm, thì là thấy dần dần là đi vào nền nếp, và bây giờ thấy mọi người cũng phải là quen, rất là quen với những cái chính sách đó. Trong luật cũng có quy định rằng là những cái quan chức là cán bộ của chúng ta đó là kê khai tài sản chẳng hạn, thì đương nhiên cái mà kêu là mình đòi hỏi một perfect hoàn kiểm 100% thì không thể có được. Thành ra là cái mà kê khai tài sản trong cái quy định hiện nay đó, thì cái cổng thông tin của anh có cái cột mục nào để mình đưa những cái này lên không anh? Trong cổng thông tin của Thanh tra Chính phủ ấy, thì sẽ có cái mục là đưa đầy đủ các cái quy định về các cái mẫu, các cái văn bản về cái vấn đề kê khai tài sản. Nhưng hiện nay thì do pháp luật của chúng ta mới chỉ quy định là cái hình thức công khai cái bản kê khai tài sản là ở cái mức độ là công bố ở trong cơ quan tổ chức đơn vị này, rồi niêm yết ở cơ quan tổ chức đơn vị, chứ chưa đưa lên mạng internet. Sớm công khai trên mạng cái này thì rất là hay. Tôi nghĩ là nó cũng là một cái sự kêu là minh bạch và giải trình đối với cán bộ của chúng ta. Kính thưa quý vị vừa theo dõi chương trình 45 phút với đề tài phòng chống tham nhũng. Và qua câu chuyện của chúng tôi thì chúng tôi có đề cập tới một cái điểm nhấn mạnh, đó là cái cơ chế để có thể là khuyến khích người dân và báo chí tham gia trong vấn đề phòng chống tham nhũng, cũng như là cái cơ chế bảo vệ những người dân và báo chí trong việc là tố cáo và đưa những thông tin có liên quan tới vấn đề tham nhũng. Vâng, câu chuyện của chúng tôi xin được tạm dừng nơi đây và mong được gặp lại quý vị trong những chương trình khác. Vâng, xin cảm ơn anh Hùng ạ. Xin cảm ơn anh Hùng.